Chào mọi người, vậy là một kỳ học mới nữa lại bắt đầu rồi. Ở video lần này thì mình sẽ dẫn mọi người đi đến trường cùng mình nguyên một tuần luôn. Tại vì học kỳ này thì mình sẽ có tiết từ thứ 2 đến thứ 6, ngày nào thì mình cũng có tiết hết á. Nên là nó cũng sẽ giải đáp được cho một số bạn thắc mắc là học đại học ở Hàn Quốc thì mình có phải đi lên trường nhiều không ấy. Thì đấy, tùy theo mỗi kỳ mà mình đăng ký thôi. Ở kỳ này thì ngày nào mình có tiết ở lên trường hết á. Có ngày thì một tiết, có ngày thì ba tiết. Và ngày hôm nay là thứ hai đầu tuần thì mình có ba tiết. Tiết sớm nhất là bắt đầu lúc 12 giờ trưa. Bây giờ đã là 11 rưỡi rồi nên là mình sẽ nhanh chóng để đi lên trường đây. Nên là mọi người hãy đi cùng mình nha. Bây giờ thì đầu tiên là mình sẽ xách cái túi này đi học. Một cái iPad. Đây là tài liệu mà của một môn học của mình và giáo sư đã phát cho cái này ấy. Mình sẽ mang theo tập tài liệu này. Còn đây là sách học tiếng Trung của mình. Ở kỳ này thì mình đang thử học tiếng Trung nhập môn. Tại vì tự nhiên thấy cũng thích tiếng Trung nên là muốn học thử. Không biết là có học tới đâu không, nhưng mà thôi, mình cứ thử. Đây là hộp đồ make up. Còn đây là sạc dự phòng. Ok, giờ đi thôi. Từ mình còn phải xem thử là cái bớt ở sau nhà mình đã sắp tới chưa. Đây là tòa nhà mà mình sẽ học môn đầu tiên của ngày hôm nay. Hôm nay thì mình có tổng là 3 môn lận, mỗi môn thì chỉ có học một tiết thôi. Và một tiết thì sẽ kéo dài trong khoảng 75 phút. Và mình sẽ có mỗi môn 2 tiết trên một tuần nha mọi người. Môn đầu tiên hôm nay mình học thì mình cũng không biết là lên dịch cái tên nó ra sao cho nó dễ hiểu nữa. Về cơ bản thì mình sẽ được tìm hiểu và phân tích sâu về sự khác biệt, đặc điểm, rồi là tính chất của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ văn bản. Nghe thì nó có vẻ đơn giản nhưng mà mình nghe thầy giảng xong là mình cảm thấy hơi choáng váng ấy mọi người. Mới bánh mì à. Em không có bánh phô mai mới hồi tôi thích ăn á. Đây 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 đây, tìm thấy nó rồi. Tưởng không có. Nghe tiếng tiền. Chạy mày đi lâu quá. Môn tiếp theo mình học thì nó có tên là cảm nhận về nét đẹp của thơ hiện đại. Nghe cái tên thôi là mọi người đã biết mình sẽ phải học về cái gì rồi đúng không? Lớp này thì tụi mình sẽ học chung với các bạn người Hàn luôn. Nên là cô sẽ đứng giảng và nói rất là nhiều. Và thực sự là tụi mình cũng không hiểu hết được cô đang nói gì ở trên đó nữa. Đi về sao? Còn một tiết nữa. Đi ra cổng trường với tao đi. Hả? Đi ra cổng trường đi rồi đi bà. Không, tao hỏi ngay đầu tiên mà.
vào luôn mà chứ nó không phải là đâu. Môn cuối cùng của ngày hôm nay mình sẽ học tiếng Trung nhập môn. Thực ra là mình đã muốn học tiếng Trung từ lâu rồi nhưng mà vẫn chưa có đủ can đảm ấy. Nhân dịp kỳ này thì mình đang thiếu tín chỉ của môn đại cương nên là mình đã đăng ký thử để thử thách bản thân xem là mình có học được thêm một ngôn ngữ mới nữa không. Kết thúc tiết học thì vào khoảng 4 giờ 15 và mình sẽ bắt đầu ca làm vào lúc 5 giờ chiều nên là bây giờ mình sẽ chạy ra bắt bớt và đi làm luôn đây, không kịp về nhà để thay đồ nữa. Ngay cổng trường mình thì là một bến xe buýt luôn và từ trường mình đi đến chỗ làm thì cũng chỉ mất tầm khoảng 25 phút đi bớt thôi nên là cũng khá tiện. Và vậy thôi là kết thúc một ngày thứ hai lên trường của mình rồi. Hôm nay đeo kính để nhìn cho chi thức nha mọi người. Hôm nay lại là một ngày xém nữa tôi đi học muộn. May là vừa vào lớp đúng kịp lúc cô đọc tới tên tôi luôn đó mọi người. Hôm nay thì mình sẽ chỉ học duy nhất một môn, kéo dài từ 12 giờ trưa đến 1 giờ 15. Dịch sát nghĩa thì môn này nó có tên gọi là văn học, trò chơi và trí tưởng tượng. Mình đăng ký môn này chủ yếu là vì giáo viên thôi. Kỳ trước thì mình đã từng học một môn khác do cô dạy rồi và mình khá là thích cách cô dạy tụi mình ấy. Nên là kỳ này lại đăng ký thêm một môn của cô nữa. Như kỳ trước tụi mình học là chỉ cần đem theo một cái iPad đi, cô đăng bài học lên trên đó và tụi mình tải xuống. Sau đó thì khi nghe cô giảng tụi mình sẽ nốt thẳng vào cái bài đó luôn. Nhưng mà kỳ này thì tại vì cái tính chất môn học nó cũng khác ấy, nên là cô đã phát một cái tờ giấy cho tụi mình để làm bài tập. Nhưng mà mình cứ tưởng giống kỳ trước là mình chẳng đem theo bút luôn nên là phải nốt ở trên cái iPad. Bài tập hôm nay của tụi mình là kể về một câu chuyện của Việt Nam mà kiểu nó có liên quan tới điều gì đó cấm kỵ và hình phạt khi mà mình phạm vào cái điều cấm đó. Thì mình đã kể đến sự tích cây khế vì người Anh đã phạm phải sai lầm là may một cái túi quá dài và lấy quá nhiều vàng nên phải gặp một cái kết cục không may. Đấy, không biết là nó có bị chật đề không, nhưng mà hôm sau khi mà cô giải thì mình thấy cũng khá là nhiều bạn kể về cái câu chuyện này ấy. Xong thì mình tiện thể ghé qua rút một cái tờ giấy chứng nhận mình là sinh viên của trường để đăng ký lại cái giấy làm thêm của mình vì nó đã hết hạn rồi. Xong rồi thì bây giờ mình sẽ đi về nhà ăn uống nghỉ ngơi để chuẩn bị buổi tối lại đi làm thêm tiếp. Và đây là một góc ở trường của mình nè. Bình thường trường mình hay có lễ hội âm nhạc là sẽ làm ở cái chỗ sân này này. À, và trên đường về nhà thì mình thấy dâu rất là rẻ luôn, ba hộp như thế này mà chỉ có 10.000 won là khoảng 200.000 Việt Nam mình ấy. Thế là mình đã mua luôn ba hộp để mang lên quán của mình ăn chung với mọi người cho vui. Tiện vào rồi nên là mình cũng ghé qua mua một ít rau củ. Không biết là các bạn nào thích ăn ớt chuông sống như mình không? Kiểu lúc đầu mình cũng tưởng là nó khó ăn ấy, nhưng mà ăn xong rồi thấy nó giòn giòn ngọt ngọt, thấy khá là ngon. Và thêm một bịch cà tím nữa. Sao tự nhiên cảm thấy mình ăn healthy ghê á mọi người. Hôm
Hôm nay thì mình cũng bắt đầu tiết học từ lúc 12 giờ trưa và mình sẽ được học một cái tòa nhà mà nó tách biệt với khuôn viên chính của trường luôn ấy. Đến hôm nay thì mình mới biết được sự hiện diện của cái tòa nhà này cũng thuộc trong phạm vi trường mình luôn. Thực ra đây là tòa nhà dành cho sinh viên ngành IT. Chỉ tại hết phòng rồi nên là thầy đã đưa tụi mình ra tiết tòa nhà này để học luôn. NNT 2N 학생. 네. 네. 이유가 뭐냐? 그게 약간 이 시절에 유행 같은 거 같다 그래요. 르네상스 시기 당시에 Hiện tại thì mình đang học môn văn học thế giới và văn học Hàn Quốc. Lý do mình chọn môn này thì một phần cũng là hồi năm 2 mình đã từng học thầy rồi và mình cũng rất là thích thầy này. Và thêm nữa thì đây là một cái lớp mở dành riêng cho học sinh người nước ngoài nên mình cũng sẽ dễ tiếp thu hơn so với những cái lớp mà mình học chung với các bạn người Hàn ấy. Học xong môn này thì là 1 giờ 15 chiều rồi và đến 3 giờ chiều thì mình sẽ có lớp tiếng Trung nữa. Thì mình định là vô trong trường kiếm chỗ ngồi nghỉ, ăn trưa, xong rồi vô học luôn chứ cũng không định về nhà nữa. Nhưng mà tự nhiên trời lại nổi gió, xong rồi kiểu nó lạnh hơn nhiều ấy, nên là mình phải tranh thủ chạy về nhà để mặc thêm áo ấm. Nhưng buổi sáng thì thấy bình thường nha, xong rồi cái tự nhiên nó lạnh, nổi gió nó thổi mạnh quá nên là còn 2 tiếng nữa mình mới học tiết tiếp theo á, là mình đã về nhà thay đồ, mặc áo ấm, đội mũ nữa tại vì gió nó thổi cái đầu mình nó bay như con điên vậy. Là bây giờ mình sẽ đi lên trường để học tiết tiếp theo, sau đó thì mình đi làm thêm luôn. Chứ nếu mà mình không đi làm thì chắc là mình ở trên trường rồi kiểu học xong rồi về luôn á. Nhưng mà tại tối đi làm về sợ lạnh nên là phải thay cái áo lông này. Ngày hôm nay thì mình sẽ học 4 tiết liên tiếp từ 12 giờ trưa đến 6 giờ kém luôn nên là phải nạp một cái ly cà phê to vậy nè cho nó đủ tỉnh táo. Môn đầu tiên hôm nay thì mình sẽ học ở cái tòa nhà bên cạnh sân bóng á, là cái môn văn học trò chơi và trí tưởng tượng ấy mọi người. Thì đây là tiết thứ 2 trong tuần của môn đó và hôm nay thì mình có con bạn ngồi học cùng. Thực ra nó không đăng ký môn này đâu, 1 giờ rưỡi thì nó mới có tiết cơ nhưng mà nó nhớ nhầm là 12 giờ nên là nó lên trường sớm. Thế là mình rủ nó vô ngồi nghe cùng mình luôn. Đó, đây là một trong những đặc trưng của ngành hiện tại mà mình đang học. Mình sẽ thường xuyên được tiếp xúc nghe qua các cái tác phẩm thể loại văn học, âm nhạc truyền thống hiện đại của Hàn Quốc và một số cái nước tiêu biểu. Thì
그리고 양복에 분홍 넥타이를 매고 스위치에 반장을 누르며 여보게 하고 들어왔던데 Thấy ăn cái này. Ăn gì vậy? Ừ, cái lấy đó. Rồi lấy nhìn lấy lắm dữ. Ừ, sẽ ăn cái gì nhẹ nhàng hơn đúng không? Cái này ngon không ta? Tiếp tục với môn cuối cùng của ngày hôm nay thì mình sẽ phải học 2 tiết liên tiếp luôn, từ 3 giờ đến 6 giờ kém. Môn mình đang học là về lịch sử của tiếng Hàn đó mọi người, kiểu tiếng Hàn qua từng giai đoạn, từng thời kỳ thì nó sẽ phát triển và thay đổi như thế nào ấy. Trời ơi, nếu mà không phải thiếu tín chỉ thì chắc là tôi sẽ không đăng ký học môn này đâu. Giáo sư cũng có nói là đối với các bạn học sinh người Hàn thì đây cũng là một môn rất là khó luôn ý. Tụi mình đã quyết định là trốn một tiết học. Bạn của mình mới mở quán cà phê, là bây giờ mình sẽ đi qua bên chỗ chị đó, đi qua kiểu như là ủng hộ quán khai trương. Thì thực ra là tại vì học hôm nay không hiểu sao nhưng mà học buồn ngủ quá nên hai chị em quyết định thôi, mình sẽ cúp một tiết thôi. Mình sẽ chỉ cúp đúng một tiết trong học kỳ này thôi. Xin hứa, xin hứa. Bây giờ đang trong thời gian tiết học đó, nên là ở ngoài sân trường vắng đúng không? Cái bữa nay vào vào kỳ rồi á, kiểu như là ngoài sân trường lúc nào mình đi ra cũng đông nghẹt luôn á. Nhưng mà bây giờ đang ở trong giờ học nên là đi ra không có người. Ở đây này. Đi luôn nha. 안녕하세요. 거의 1화 하. Đây nè, người ta thường tặng cái cây này nè. Vì là quán mới khai trương nên là tụi mình đã đi vào một tiệm hoa. Ở Việt Nam thì mình cũng không rõ như thế nào, tại vì mình cũng chưa từng tặng quà. Nhưng mà ở Hàn Quốc khi mà họ kinh doanh ấy thì thường là sẽ tặng cây để chúc họ làm ăn phát đạt. Trời ơi, nhìn dĩa bên trắng trộn nè. Sao không xé thịt bò ra cho tôi? Để bây giờ tôi phải... Nhưng mà ý là sao không xé ra ta? Đây là... Đây là cái gì? Sinh tố bơ. Đây là cà phê trứng. Oh my god. Ngon mắt được ông. Béo à? Cái chị đó làm luôn đó là ngon quá à. Mình trộn đều lên hả bác? Hay là mình học đến năm tư rồi nhưng đây là lần đầu tiên mình ghé căn tin trường ăn đấy mọi người. Thực ra là mình đã thử ghé qua một vài lần nhưng mà có lúc thì nó đông quá, có lúc thì lại hết món luôn. Tại vì căn tin trường mình mỗi ngày chỉ phục vụ khoảng cỡ 2-3 món thôi à, nên là rất là nhanh hết. Hôm nay ăn thử thì mình thấy cơm ở đây cũng khá là ngon, nó rẻ hơn so với ở bên ngoài chắc phải cỡ khoảng gần một nửa luôn ấy. Nhưng mà tất nhiên là thịt thì sẽ không có nhiều. Ăn xong thì tiện còn thời gian nên là mình ghé vô cửa hàng tiện lợi ở trường để mua thêm nước uống. Ở đây thì có rất là nhiều nước đang khuyến mãi 1+1 á, nên là mình lấy 2 chai luôn. Hôm nay thì mình chỉ có một tiết học duy nhất, bắt đầu từ lúc 1:30 cho đến 2:45.
Nhìn nhỉ, sinh viên năm tư lần đầu đi ăn cơm ở canteen. Ăn chưa? Ăn rồi. Hả? Ăn sao? Vô xém nữa không biết là nên lấy đồ ăn như thế nào. Hả? Thấy cái thằng đằng trước nó đi làm ra mình làm thế. Môn mình đang học là tiết thứ hai của cái môn mà cảm nhận nét đẹp của thơ hiện đại ấy mọi người. Tiết đầu tiên thì mình đã học vào hôm thứ hai trước rồi. Tiết này thì Chữa Chi cô đã giao cho tụi mình học thuộc 5 bài thơ để thi giữa kỳ sẽ ra một trong 5 bài thơ đó. Vậy là kết thúc một tuần đi học của mình rồi mọi người ơi. Ngày mai sẽ là cuối tuần, nhưng mà mình sẽ phải đi làm chứ mình không được ở nhà chơi. Tao mày cười cho nỗi đau khổ của tao hả? Tao cười vậy thôi không được à? Không. Không, lại tao thấy cái tay mày buồn cười quá. Tay nào? Thì nãy mày lấy cái tay như thế này. Thôi là kết thúc một tuần đến trường cùng mình rồi. Ê, yên ơi, tao hỏi mày cái này. Cái gì tao đang nói mà. Cái gì? Mày hỏi đi. Mày hỏi nhá. Giờ thì mình sẽ đi về và đi làm đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau nữa. Bye bye.